Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng quan hệ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới chúng ta sẽ là ngày thứ 7, ngày 3 tháng 9 năm 2022. Các bạn sẽ như thế nào? Và đây những trò bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ 7, ngày 3 tháng 9 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trò bài chung, không phải là trò bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem một tâm thái, tham khảo và giải trí đi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Mình thấy một số bạn tụ 1, các bạn đang trong giai đoạn bất an, lo lắng hoặc là đang có những cái điều phiền muộn gì đó trong cuộc sống của bạn, hoặc là bạn đang bị mất phương hướng ha. Một số bạn thì mình thấy là bạn đang đón nhận những cơ hội mới trong cuộc sống á. Và đồng thời mình thấy là có khả năng một số bạn sắp có những cái cuộc phỏng vấn, hoặc là bạn sắp được nhận vào một công ty tổ chức, hoặc là một số bạn sắp tới là các bạn sẽ có những cái buổi gọi là hội thảo, tham dự hội thảo hoặc là tham gia những cái lớp học nào đó để bồi dưỡng kiến thức của bạn ha. Rồi, để mình coi coi ngày thứ 7, ngày 3 tháng 9 năm 2022 của các bạn tụ 1 sẽ như thế nào. Một số bạn ngày hôm nay mình thấy có khả năng là bạn muốn dành thời gian riêng cho bản thân, ở một mình, thiền định suy nghĩ, hoặc là các bạn đang cảm thấy hoang mang, lo lắng, bất an ha. Các bạn đang có những nỗi sợ dấy lên trong bạn và các bạn cần phải gọi là liên kết với trực giác của mình để tìm ra cái hướng giải quyết ha. Một số bạn thì mình thấy là các bạn sẽ uống nước nhiều hơn trong giai đoạn này, và một số bạn có khả năng hơi bị nhức đầu trong giai đoạn này. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi thì hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn ha. Mình thấy một số bạn thì ngày hôm nay là các bạn sẽ có cơ hội nào đó vui vẻ đến với bạn nè. Hoặc là nhận được món quà, hoặc nhận được lời khen gì đó từ ai đó nè. Một số bạn thì mình thấy có buổi nói chuyện rõ ràng với người nào đó trong cuộc sống của bạn nè. Một số bạn thì có khả năng ngày hôm nay hơi bị nóng bức, khan cổ họng á, cho nên uống nước nhiều vô. Một số bạn ngày hôm nay có khả năng các bạn sẽ lên trang mạng, lên báo, rồi tìm kiếm thông tin đồ ha, đọc sách đồ, coi điện thoại hơi nhiều, cho nên nó khiến cho bạn cảm thấy hơi nhức đầu hay gì đó, thì bạn cần phải nghỉ ngơi. Một số bạn ngày hôm nay có nói chuyện với ai đó và có sự tiết chế cân bằng ở đây ha, kiểm soát cảm xúc rất là tốt để không gây ra cái sự mất hình tượng của bản thân bạn. Một số bạn ngày hôm nay thì các bạn có khả năng có tầm nhìn xa rộng hơn, các bạn luôn đang hướng vào cái điều gì đó, bạn có khả năng là tìm ra được cái hướng giải quyết. Khi bạn tĩnh tâm, khi mà bạn gọi là liên kết với tiếng nói nội tâm của bạn và bạn được sự thúc giục, được sự mách bảo từ thần thánh, thì có khả năng là các bạn sẽ tìm được cái hướng giải quyết. Một số bạn thì ngày hôm nay là các bạn nghĩ gì là có đó đó nha. Với lại ngày hôm nay á, đi ra ngoài đường thì các bạn phải khóa xe cẩn thận nè, bảo vệ tư trang bản thân nè, bảo vệ tài sản nè. Còn nếu ra khỏi nhà phải khóa cửa cẩn thận nha. Mình thấy là trong ngày hôm nay thì có khả năng là có những người họ không tốt, họ tâm tia bạn, như là đối tượng lừa đảo, cướp giật gì đó thì phải cẩn trọng. Với là trong ngày này ai mượn tiền thì bạn tránh đi ha. Nói chung là bạn còn phải từ chối khéo đi. Ngày hôm nay mình thấy là có người gọi là cao chạy xa bay, cho nên bạn phải cẩn trọng trong việc quyết định. Những cái quyết định gọi là quan trọng trong cuộc sống của mình ha. Và mình thấy ngày hôm nay thì có khả năng là mọi thứ mà bạn
giống như bạn bị ai đó vu oan hay gì á, bạn cảm thấy buồn bã thì có khả năng là mọi thứ nó sẽ được gọi là làm sáng tỏ trong ngày này. Bạn sẽ lấy lại được công bằng ha. Một số bạn thì như thế, một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ ra vườn hít thở không khí trong lành, tìm thấy sự bình yên cho bản thân. Một số bạn ăn cua trong ngày này, hoặc là các bạn ăn cá nè. Một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ ngắm chim trời, ngắm mây đồ. Một số bạn ngày hôm nay cẩn thận chó dữ ha. Với lại ngày hôm nay đừng có để những cái lời nói tiêu cực từ người khác ảnh hưởng đến bạn ha. Tại vì họ không ở trong vị trí của bạn, họ không hiểu. Thì thôi kệ, tha thứ cho họ đi. Mình cứ tập trung vào cuộc sống của mình và tương lai của mình thì do mình quyết định, chứ không phải do họ quyết định đâu. Cho nên bạn cứ gọi là tin tưởng bản thân mình và tin tưởng vào thần thánh hỗ trợ bạn, và luôn cố gắng nỗ lực từng ngày thì bạn sẽ giành được cái sự thắng lợi vinh quang trong tương lai mà thôi ha. Một số bạn ngày hôm nay cẩn trọng củi lửa nha. Một số bạn ngày hôm nay có khả năng là có ai đó tán tỉnh tỏ tình gì đó đối với bạn nữ á, thì bạn nữ cẩn trọng, có những người gọi là lừa tình ở đây nha. Rồi, hãy hát lên bài hát chữa lành cho thế giới. Một số bạn thì có khả năng ngày hôm nay các bạn sẽ hát karaoke để giải tỏa tâm lý ha. Và cái sự hướng dẫn từ bên trong bạn, cái trực giác của bạn sẽ luôn luôn dẫn đường cho bạn ha. Không gì có thể ngăn cản được bạn và ngăn ngừa bạn đi đến cái thành công của bạn đâu. Và bạn hãy có một cái sự gọi là vững vàng trên cái con đường hành trình của bạn và tiến tới cái mục tiêu của bạn một cách vững chắc nhất. Và cái quyền năng của bạn thì nằm trong chính linh hồn của bạn đó ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi ngày thứ 7, ngày 3 tháng 9 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trả bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người, không phải là trả bài riêng. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Mình thấy bạn tụ 2 là những người đã đạt được những cái thành tựu gì đó trong cuộc sống, hoặc là bạn có một ước mơ trở thành sự thật rồi ha. Mình thấy bạn có sự đủ đầy, trọn vẹn, vui vẻ, và mình thấy bạn là một người làm việc rất là chăm chỉ, siêng năng, tỉ mỉ và có một cái sự gọi là đam mê học hỏi. Thì bạn đang gặt hái được những gì mà bạn đã cố gắng bỏ ra, bạn đang đạt được những thành quả tốt nhất của bạn ha. Mình thấy các bạn là những người đang đứng trước giữa hai sự lựa chọn nào đó trong cuộc sống á, có khả năng là trong công việc hoặc là trong vấn đề tình cảm ha. Không biết tôi nên tiếp tục hay buông bỏ, hoặc là không biết là nên chọn công việc này hay chọn công việc khác chẳng hạn. Rồi, để mình coi coi ngày thứ 7, ngày 3 tháng 9 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Mình thấy ngày hôm nay một số bạn thì các bạn còn vướng mắc một cái vấn đề gì đó, bạn còn hoang mang, còn buồn bã, bất an ha. Thì có khả năng hơi nhức đầu, hơi mệt mỏi, thì bạn nếu mà mệt mỏi quá thì cần dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý ha. Với lại một số bạn ngày hôm nay có ra công trường gì đó thì cẩn trọng đeo đội nón bảo hộ để không hơi là ảnh hưởng nha. Đối với các bạn nào mệt mỏi quá nghỉ ngơi để không hơi là bạn sẽ bị choáng váng, hoặc là rối loạn tiền đình, hoặc là bị đột quỵ đó, cẩn trọng. Với lại ngày hôm nay thì có khả năng là các bạn trời hơi nắng cho nên uống nước, với lại đừng có ra nắng nhiều quá thôi là sẽ bị cháy da nha. Một số bạn thì cẩn trọng đôi mắt nữa nè, đồng thời ngày hôm nay cẩn trọng củi lửa ha. Một số bạn thì ngày hôm nay bạn có sự tỏa sáng, có sự tích cực, lạc quan, đem đến những niềm vui cho người khác.
hoặc là cái công việc của bạn nó có sự phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên mình thấy bạn vẫn có một cái sự gọi là mất phương hướng, có thể là trong chuyện tình yêu ha. Một số bạn ngày hôm nay là mình thấy bạn thích dành thời gian một mình hơn, và bạn tìm tòi học hỏi, nghiên cứu, nâng cao phát triển tinh thần hoặc là kiến thức của bạn nhiều hơn. Một số bạn ngày hôm nay thì mình thấy khả năng là các bạn sẽ bỏ tiền mua món đồ gì đó, hoặc là các bạn sẽ đi rút tiền ATM nè. Một số bạn ngày hôm nay là cái chìa khóa của bạn để cẩn trọng kỹ lưỡng thôi là sẽ bị rơi rớt rồi bạn tìm kiếm đó. Một số bạn thì có khả năng ngày hôm nay đi biển, đi đâu đó chơi. Và có khả năng là các bạn sẽ cái giai đoạn cuối ngày thì mình thấy bạn sẽ thoải mái hơn, bạn sẽ không có còn nhức đầu, không có còn mệt mỏi nặng nề nữa. Có khả năng là bạn sẽ tìm ra được cái hướng giải quyết, hoặc là cái vấn đề mà bạn bị khúc mắc thì có khả năng nó được hóa giải ở đây ha, trong cái cuối ngày của bạn á. Nói chung là hôm nay các bạn có nguồn tiền, có khả năng là bạn đi rút tiền, hoặc là bạn bỏ tiền bạn mua một món đồ nào đó, hoặc là bỏ tiền để đi chơi, đi du lịch ha. Một số bạn thì ngày hôm nay các bạn cẩn trọng là coi chừng bị cúp điện đột ngột nha. Hoặc là một số bạn ngày hôm nay các bạn đọc được một tin tức gì đó khá sốc trên mạng xã hội chẳng hạn. Cũng có khả năng một số bạn ngày hôm nay các bạn sẽ cho người khác những cái lời khuyên hữu ích nè, rồi giúp họ tích cực hơn, vững vàng hơn. Một số ít bạn thì có khả năng chuyển nhà trong ngày này nữa. Và đi đường các bạn cẩn trọng để không bị lạc đường ha. Và mình thấy chuyện tình cảm của bạn thì có khả năng sắp tới sẽ là cái giai đoạn gọi là nói chuyện rõ ràng với nhau và sáng tỏ mọi thứ ở đây. Và có khả năng một số bạn đã có sự ngắt kết nối chia tay, đang buồn bã, bất an, lo lắng nè. Có khả năng là ngày hôm nay một số bạn có sự tương tác với một người mang năng lượng nam ở đây á. Cái người này thì họ rất là tài năng, đang trong giai đoạn xây dựng tiền tài vật chất ổn định, kiên cố. Và người này họ rất là thông thái, họ học rộng, hiểu nhiều, họ rất là trung thực. Thì có khả năng bạn sẽ có sự tương tác với người này. Và người này giúp cho bạn cảm thấy thoải mái, tinh thần bạn phấn chấn hơn ha. Hoặc chỉ đơn giản là bạn có sự tương tác với người này thôi. Một số bạn có sự tương tác với trẻ thơ trong ngày này nữa. Và lá bài này cho thấy rằng là bạn hãy tận hưởng niềm vui mỗi ngày. Bạn là người mang đến cái niềm vui cho người khác đó. Bạn chúc lành cho toàn thế giới này với những cái sự tích cực và tình yêu bên trong bạn. Và bạn là người đem đến những cái năng lượng rất là chiếu sáng, rất là ấm áp và rất là tích cực, lạc quan. Hãy sải cánh và ban phước lành cho cuộc sống này, mang đến niềm vui cho cuộc sống này và mang đến cái niềm hạnh phúc trong cuộc sống này. Đồng thời khi bạn có một cái sự gọi là cho đi bạn sẽ nhận lại thôi, bạn cho đi tình yêu bạn sẽ nhận lại được tình yêu, cái niềm hạnh phúc cho cuộc sống của bạn ha. Một số bạn ngày hôm nay giống như là phép màu gì đó đến với bạn, hoặc là chỉ đơn giản bạn cảm thấy bình yên hơn, vui vẻ hơn, thích ngắm hoa, ngắm chim, ngắm mây trời hơn ha. Thoải mái, nhẹ nhàng, thông dong hơn. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ 7, ngày 3 tháng 9 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trải bài chung, không phải là trải bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem với một tâm thái tham khảo và giải trí đi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người rất là chăm chỉ làm việc, siêng năng, kiếm tiền. Và các bạn là những người đã có những cái sự suy nghĩ thấu suốt rõ ràng, mà không còn mơ màng, mơ mộng trong cuộc sống nữa ha. Các bạn rất là trung thực và các bạn rất là kiên trì, nhẫn nại với cái con đường của bạn, mục tiêu của bạn. Mình thấy các bạn có sự đam mê học hỏi, bạn rất là tỉ mỉ trong cái công việc của bạn ha. Và đồng thời bạn biết bảo vệ thành quả của bạn. Và mình thấy bạn sẽ nhận được những cái thành quả xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra. Rồi để mình coi coi ngày thứ 7, ngày 3 tháng 9
năm 2022 của các bạn tụ 3 sẽ như thế nào. Mình thấy một số bạn ngày hôm nay hình như là các bạn sẽ đi chơi, đi hội họp bạn bè hoặc là đi ăn uống gì nè, hoặc là sum họp gia đình. Một số bạn hổm rày các bạn đang bị cạn kiệt về nguồn tài chính, thì mình thấy có khả năng là hôm nay bạn có tiền đó, ai đó hỗ trợ giúp đỡ cho bạn, hoặc là bạn đi rút tiền ATM ha, hoặc là bạn nhận được tiền lương thưởng, lợi nhuận đầu tư gì đó. Một số bạn ngày hôm nay có khả năng là bạn sẽ đưa ra một quyết định, có khả năng là ngày hôm nay á các bạn mong muốn mua một cái món đồ gì đó và bạn có nhiều sự lựa chọn, thì bạn sẽ đưa ra cái quyết định chính xác nhất. Quyết định mà bạn cảm thấy món đồ nào yêu thích nhất thì bạn sẽ chọn món đồ đó, bạn phải bỏ tiền ra mua món đồ đó. Tuy nhiên có khả năng là khi bạn mua xong thì bạn bị cạn kiệt về nguồn tài chính của bạn, cho nên phải có sự tiết chế trong việc mua sắm hơn ha. Một số bạn thì ngày hôm nay nếu mà các bạn cảm thấy các bạn đang cảm thấy không khỏe, thì có khả năng là các bạn trong cái cuối ngày các bạn cảm thấy thoải mái hơn, các bạn vượt qua được cái giai đoạn gọi là mệt mỏi nặng nề, chịu nặng đó ha. Một số bạn thì ngày hôm nay các bạn cần phải uống nước nhiều vô nè, các bạn được cân nhắc phải uống nước nhiều vô, hoặc là một số bạn có khả năng là đi chơi với bạn bè, đi đâu đó uống trà cà phê, trà sữa gì đó. Một số bạn ngày hôm nay có khả năng là sẽ đi biển, hoặc là các bạn đi thăm người thân các bạn. Và một số bạn thì ra ngoài vườn ngắm cây, ngắm cỏ, hít thở không khí trong lành, hoặc là ngắm sao rồi ha. Một số bạn thì ngày hôm nay có khả năng là ra vườn còn phải cẩn trọng rắn rít. Với lại mình thấy ngày hôm nay thì cẩn trọng chó dữ nè. Đồng thời mình thấy là ngày hôm nay thì có khả năng một cái điều ước gì đó của bạn trở thành sự thật, hoặc là bạn đạt được cái điều gì đó, bạn cảm thấy đủ đầy, cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, phấn chấn hơn ha. Một số bạn có khả năng là đi nghỉ mát với gia đình, người thân của mình. Và mình thấy là các bạn đi đường, các bạn phải giữ tiền cẩn thận, nếu không là sẽ bị rớt tiền nha. Cẩn trọng ha. Nếu như ngày hôm nay mà bạn có đầu tư hợp tác kinh doanh gì đó, thì bạn phải xem coi kỹ coi là người đó có xứng đáng để bạn chọn mặt gửi vàng hay không nha. Với lại là bạn phải kỹ lưỡng trong vấn đề giấy tờ, để không thôi là bạn sẽ bị thất thoát số tiền á ha. Làm ăn kinh doanh phải cẩn trọng kỹ lưỡng. Còn nếu như bạn đang có những cái ước mơ nguyện vọng gì đó, thì mình thấy là bạn nên tập trung một thứ thôi và bạn phát triển nó. Và bạn phát triển xong cái này bạn thành công rồi bạn hãy phát triển những cái khác, chứ bạn ôm đồm nhiều thứ là bạn không có khả năng, mất đi khả năng phán đoán, rồi bạn không biết là nên bắt đầu từ đâu, rồi mất công mà mất thời gian nữa ha. Một số bạn ngày hôm nay bạn làm việc liên quan đến sự sáng tạo á, thì mình thấy có khả năng là bạn sẽ có nhiều ý tưởng nó đột phá ở đây, và nó mang đến cho bạn cái sự vui vẻ, thuận lợi trong công việc, và mang đến cho bạn cái nguồn tiền nó dồi dào hơn ha. Một số bạn nếu mà làm việc liên quan đến giấy tờ, hồ sơ pháp lý cần có sự tỉ mỉ ở đây nha. Hoặc là các bạn làm ăn kinh doanh thì tiền bạc các bạn có sự cẩn trọng kỹ lưỡng, đừng để đầu óc mơ màng mơ mộng rồi ảnh hưởng đến cái tiền bạc bị hao tổn ở đây. Cẩn trọng ha. Hoặc là nếu như bạn làm việc kinh doanh buôn bán thì bạn phải thối tiền, phải nhìn kỹ, không thôi là bạn thối lộn tiền cho người khác và bạn đâm ra bạn bị lỗ đó nha. Và thiên thần vũ trụ của đấng bảo hộ thiêng liêng đang gọi là gửi thông điệp cho bạn hãy mở rộng cái tầm nhìn để nhìn thấy được cái dấu hiệu này. Hãy tập trung vào cái điều mà ưu tiên và hãy gọi là đừng để tâm đến những cái điều phiền nhiễu trong cuộc sống này, nhưng đừng có để bản tâm bản thân bạn bị sao lãng. Bạn có một cái tương lai rất là tươi sáng. Hãy buông bỏ quá khứ và hãy vươn tầm bản thân, vươn tới đỉnh cao, và chỉ gọi là
giống như con chim ưng này nè, chỉ là chủ yếu cái mục tiêu, cái hướng đi của nó là nó sẽ vững vàng bay tới điều đó, chứ nó không có bị sao lãng, không có bị mất tập trung vào những điều xung quanh. Các bạn đang được khuyến khích cái điều đó ha. Một số bạn ngày hôm nay có khả năng là các bạn thích ngắm mây trời, các bạn còn thích ngắm chim chóc nữa nè. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.